Sau đây là nội dung chi tiết của phần cuối cùng của bản tin trong nước. Thưa quý vị, dự kiến nhà máy nước Thủ Đức 3 sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2014. Khi đó, người dân tại nhiều khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nguồn nước sạch bổ sung khoảng 300.000 mét khối một ngày. Nhà máy Thủ Đức 3 sẽ giúp nâng tổng công suất cấp nước sạch của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawako từ 1,5 triệu mét khối một ngày lên 1,8 triệu mét khối một ngày. Người dân tại các khu vực được bổ sung nước sạch khi nhà máy này đi vào hoạt động bao gồm quận 9, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, quận 1, quận 3. Ngoài ra, dự án nhà máy nước Tân Hiệp 2 công suất 300.000 mét khối một ngày cũng sẽ được khởi công xây dựng vào giữa năm 2014 và dự kiến cung cấp nước vào đầu năm 2016. Dự báo nhu cầu sử dụng nước của thành phố vào năm 2015 là gần 2,8 triệu mét khối một ngày và đến năm 2025 tăng lên gần 3,8 triệu mét khối một ngày. Các nguồn nước thô cấp cho thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu được lấy từ sông Sài Gòn, hồ Dầu Tiếng, sông Đồng Nai và hồ Trị An và nguồn nước ngầm khai thác bổ sung. Để khuyến khích công nhân trở lại làm việc sau dịp Tết, một số doanh nghiệp ngành dệt may đã quyết định thưởng thêm một tháng lương cho công nhân. Công ty may Sài Gòn 3 cho biết hiện đơn vị này đã có hơn 99% lao động quay lại công ty làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Để khuyến khích người lao động, công ty Sài Gòn 3 đã quyết định thưởng thêm một tháng lương trong tháng 2 này cho các lao động làm việc nhiều năm, còn các công nhân mới làm được thưởng thêm 1/3 tháng lương. Việc thưởng thêm tháng lương cho công nhân vừa để khuyến khích họ quay lại làm việc, vừa để thu hút thêm số lượng công nhân để phục vụ cho việc sản xuất năm 2014. Theo Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh HEPSA, đến nay số lượng lao động trở lại các khu công nghiệp làm việc đã đạt hơn 90%. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn thiếu lao động bởi đơn hàng sản xuất khá nhiều. Đây được xem là dấu hiệu khả quan cho tình hình sản xuất của các doanh nghiệp ngành dệt may trong năm 2014. Thưa quý vị, theo các chuyên gia, giá cà phê khó tăng trở lại trong năm nay nên các doanh nghiệp xuất khẩu cần tỉnh táo, lập tức bán ra ngay nếu thấy có lời. Nếu như trong các niên vụ trước đây, giá cà phê nội địa có lúc vươn lên đỉnh 52.000 đồng một ký, thì đến năm ngoái giá cao nhất cũng chỉ còn quanh mức 46.000 đồng một ký. Hiện nay giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên đang xoay quanh mức 33.000 đồng đến 35.000 đồng một ký. Đa số đều cho rằng do cà phê được mùa, sản lượng lớn nên giá giảm. Tuy nhiên, lượng xuất khẩu cà phê của nước ta giảm hẳn trong một thời gian dài. Theo Tổng cục Hải quan, tổng lượng xuất khẩu cà phê của nước ta năm 2013 đạt 1,3 triệu tấn, giảm 24,8% so với năm 2012. Giới phân tích cho rằng, năm 2013 là năm hạn của các sàn hàng hóa lấy đồng đô la Mỹ làm phương tiện thanh toán giao dịch, đặc biệt là hàng nông sản. Khi so sánh giá bình quân, một số các mặt hàng nguyên liệu dùng đô la Mỹ làm đồng tiền thanh toán, giá các hàng hóa này trong năm 2013 giảm 5% so với năm trước đó. Đà giảm này có thể còn tiếp tục trong năm nay, dự báo có thể xuống thêm 4% nữa. Bên cạnh đó, cước vận tải cà phê lại tăng thêm 32%, cũng khiến thị trường cà phê gặp khó khăn do giá cả bị đội lên. Sau Tết, hàng trăm hộ trồng rau ở tỉnh Quảng Ngãi đã phải phá bỏ hoặc nhổ rau về làm thức ăn cho gia súc vì thiếu khách hàng. Tại xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, vựa rau lớn tại tỉnh Quảng Ngãi, các loại xà lách, củ cải, rau muống không tiêu thụ được đã trổ bông. Một số hộ phải nhổ về cho bò lợn ăn để giải phóng đất. Những người dân ở đây cho biết giá rau rẻ như cho, thậm chí không có thương lái tới mua. Giá trung bình khoảng 500 đồng một ký xà lách, rau cải, đậu tây cũng chỉ 1.000 đồng một ký. Chỉ riêng xã Tịnh Long có hơn 100 hectare rau xanh, nhưng một nửa diện tích đã bị phá bỏ. Theo một chủ vựa rau lớn ở tỉnh Quảng Ngãi, giá rau xanh lao dốc là do thị trường Trung Quốc tiêu thụ chậm. Các loại rau đang trong tình trạng ứ động khi khó xuất khẩu. Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng rau rẻ hiện nay một phần là do thương lái ép giá, nhưng phần chủ yếu là cung vượt cầu. Hội Nông dân Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp cùng cơ quan chức năng ngăn chặn xử lý tình trạng ép giá để đảm bảo quyền lợi cho người trồng rau. Thưa quý vị, sau lần cho phép tăng cước 3G vào tháng 10/2013 và những tuyên bố về lộ trình tăng giá cước viễn thông trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định các doanh nghiệp viễn thông đã có cam kết với Bộ về biện pháp cải thiện chất lượng dịch vụ 3G nói riêng và viễn thông nói chung ngay trong năm nay. Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá chất lượng dịch vụ 3G của các doanh nghiệp viễn thông trong nước hiện vẫn còn những vấn đề chưa hài lòng khách hàng. Những phàn nàn khiếu nại thời gian qua là có cơ sở. Do đó, việc cải thiện chất lượng dịch vụ là điều cần nghiêm túc thực hiện. Bộ này cho biết thêm, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong năm nay là tăng cường chỉ đạo các doanh nghiệp trong ngành viễn thông cải thiện chất lượng dịch vụ hạ tầng kỹ thuật lẫn chăm sóc khách hàng. Hiện các doanh nghiệp viễn thông đã có cam kết với Bộ về cải thiện chất lượng dịch vụ ngay trong năm 2014. Báo cáo của Cục Viễn thông cho biết, doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông di động năm 2013 đã tăng khoảng 15% sau lần điều chỉnh tăng cước 3G vào giữa tháng 10 năm ngoái.
Đáng chú ý, sau 2 tháng điều chỉnh tăng cước, số lượng thuê bao và doanh thu của dịch vụ này vẫn tăng trưởng ổn định. Số người sử dụng dịch vụ vẫn tăng nhẹ gần 5%. Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA cho biết sẽ điều chỉnh giá sàn xuất khẩu gạo cấp thấp xuống còn 265 đô la một tấn thay vì 275 đô la một tấn đóng bao 50 kg. Mức giá sàn xuất khẩu gạo cấp thấp sẽ được áp dụng sau 3 ngày kể từ ngày ra quyết định. Tuy nhiên, chênh lệch giá giữa các loại gạo khác nhau do các thương nhân tính toán và quyết định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, mức giá thành của vụ đông xuân 2013-2014 theo văn bản của Bộ Tài chính công bố, bình quân là 3.769 đồng 1kg. Căn cứ vào mức giá này, các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo sẽ mua bán sao cho người nông dân có lãi tối thiểu. Thưa quý vị, vấn đề nâng cao chất lượng hạt gạo Việt Nam đã được đưa ra từ cách đây rất nhiều năm nhằm giúp gạo Việt Nam xuất khẩu được giá cao. Tuy nhiên, bất chấp chủ đề này liên tục được nhắc đến tại các hội thảo hay các cuộc họp thường niên của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo xuất khẩu chủ yếu vẫn là gạo cấp thấp và giá thì bấp bênh 2 năm liên tiếp vừa qua. Chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với ông Lê Phụng Hào, Chủ tịch Hiệp hội Marketing Việt Nam xoay quanh vấn đề này. Vâng thưa ông, thì nếu nhìn vào tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2013, có thể thấy rằng là nhóm hàng nông sản chứng kiến một năm khó khăn, đặc biệt nhất là sản phẩm gạo giảm đến 1/5 về mặt giá trị. Ông có bình luận gì về vấn đề này ạ? Cái tỷ trọng xuất khẩu giảm thì đây là cái vấn đề mà chúng ta phải có một cái nhìn nhận, phân tích, đánh giá cho nó đầy đủ để mình có những cái giải pháp khắc phục nó. Dù là chúng ta là có cái sản lượng cao, tuy nhiên là về chất lượng chúng ta phải quản lý tốt hơn. Và cái vấn đề xây dựng thương hiệu cho nông sản thì phải nói đây vẫn là một cái bài toán nó vẫn còn lẫn quẩn rất là nhiều. Thưa ông, thì câu chuyện về thương hiệu của các mặt hàng nông sản chúng ta cũng đã đề cập rất là nhiều. Mới đây nhất thì ngân hàng Standard Chartered có ký một hợp đồng tín dụng là tài trợ để thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn. Ở góc độ về mặt thương hiệu, ông có cho rằng là chúng ta nên cần đẩy mạnh những mô hình mà xây dựng thương hiệu gạo và thu hút được những nhà tài trợ lớn như vậy? Tôi nghĩ rằng đây là một cái mô hình mà chúng ta phải khuyến khích. Bởi vì để xây dựng thương hiệu cho nông sản thì nó đòi hỏi nhiều cái yếu tố. Nó từ giống rồi cho đến trồng rồi đến chăm sóc nó, rồi thu hoạch xong rồi chế biến. Do đó chúng cái việc mà đầu tư vào cái thương hiệu thì không chỉ đơn giản là vấn đề xây dựng hình ảnh, không chỉ đơn giản về xây dựng gọi là một cái chiến lược về quảng cáo và truyền thông, mà ở đây là nó giải quyết cả một cái chuỗi cung ứng từ đầu vào đến đầu ra, và đặc biệt là trong cái vấn đề là cái cơ chế chính sách để làm sao có thể là huy động được nhiều người nông dân tham gia và đưa họ vào trong một cái khuôn khổ quản lý về chất lượng nghiêm ngặt. Vâng, thưa ông, nói về thương hiệu gạo Việt Nam thì trước nay chúng ta vẫn thường, các thị trường nhập khẩu vẫn mặc định là gạo Việt Nam chủ yếu là gạo cấp thấp. Ông có cho rằng là sẽ gặp khó khăn trong việc xây dựng cái thương hiệu gạo Việt Nam chất lượng cao? Chúng ta đã qua một cái thời gian là chúng ta thiếu gạo để ăn. Nhưng mà sau đó thì chúng ta đã có những cái cải cách và đột phá để chúng ta có thể xuất khẩu được gạo và trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái việc là xây dựng cái thương hiệu cho gạo, và nó cũng sẽ gặp những khó khăn, nhưng mà tôi tin rằng là đây là con đường đúng và chúng ta phải làm. Và cái giá trị gia tăng lớn này thì nó sẽ tạo điều kiện cho chúng ta có được những cái đầu tư tốt hơn cho người nông dân, và từ đó nó tạo ra một cái sự phát triển bền vững hơn. Thưa ông, ở góc độ người làm thương hiệu, ông có cho rằng là chính phủ nên dành một nguồn ngân sách hoặc là có một cái chương trình tổng thể để xây dựng thương hiệu cho nông sản của Việt Nam, ví dụ như là Thái Lan hay là Hà Lan, những quốc gia đã làm rất là mạnh trong cái việc là đẩy mạnh thương hiệu nông sản xuất khẩu của những quốc gia này? Chúng ta là một cái đất nước, nói gì thì nói thì 70% là nông dân, và phải nói là giải quyết được cái bài toán trong nông nghiệp nó là giải quyết một cái bài toán tổng thể cho nền kinh tế. Và những cái bài học ở các nước trên thế giới như là Hà Lan, Israel hay là gần nước chúng ta là Thái Lan hay Malaysia, đó là những cái mà chúng ta phải học, và chúng ta phải có cách làm khác để mà chúng ta có được những cái bước đột phá cho người nông dân. Vâng, xin cảm ơn ông. Thông tin vừa rồi cũng vừa khép lại bản tin trong nước. Tiếp theo sau sẽ là phần tin thế giới.